quý vị, camera nóng vừa ghi nhận được một tình huống tai nạn giao thông do khán giả tại Cần Thơ gửi về mà nguyên nhân xuất phát từ việc sang đường thiếu quan sát và báo hiệu bằng đèn xi nhan. Và đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người khi sang đường. Mỗi người chúng ta nên cẩn thận, bình tĩnh quan sát và chú ý mỗi khi sang đường để hạn chế tai nạn cho bản thân và những người đang tham gia giao thông, thưa quý vị. Tình huống nguy hiểm này xảy ra mới đây tại ấp Phụng Thạnh, xã Thành Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Theo đoạn clip khi đang lưu thông ở trên đường, người phụ nữ trung tuổi đột ngột dừng lại và sang đường nhưng không quan sát và báo hiệu bằng xi nhan. Lúc này hai vợ chồng cũng chạy xe máy cùng chiều không kịp tránh đã tông vào người phụ nữ này, khiến cả ba đều bị thương. Quan sát trên clip khán giả gửi về có thể thấy hai trong ba nạn nhân bị thương khá nặng. Kiểu sang đường của người phụ nữ này là rất nguy hiểm và có thể gây ảnh hưởng lớn đến bản thân và nhiều phương tiện đang lưu thông khác. Liên quan đến tai nạn giao thông, camera nóng cũng vừa ghi nhận được clip hiện trường vụ việc của một khán giả khác tại Cần Thơ đã kịp thời ghi nhận và gửi về chương trình. Cụ thể vụ tai nạn này ra sao? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Ngay thời điểm này, đường rất vắng vẻ. Một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng đi xe máy chạy với tốc độ khá nhanh nhưng không hề đội nón bảo hiểm. Đến ngã tư thì chiếc xe ô tô 4 chỗ bất ngờ bay ngang và tất nhiên không thể tránh kịp. Chiếc xe máy tông trực diện vào ô tô và văng lên cao. Rất may vụ tai nạn chỉ khiến nam thanh niên đi xe máy bị xây xát nhẹ. Mong rằng sau vụ tai nạn nhớ đời này, từ lần sau nam thanh niên này sẽ biết tuân thủ luật giao thông, bởi không phải khi nào thần chết cũng ngủ quên. Cộng đồng mạng hiện đang lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh hai em bé ngồi trong cốp xe khiến nhiều người vô cùng bức xúc, bởi chỉ cần một va đập nhẹ cũng khiến cả hai em rơi khỏi xe, nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng không biết các bậc phụ huynh của những em nhỏ này thì đang nghĩ gì khi mà để con em của mình đùa với tử thần như thế? Xin mời quý vị sẽ theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Sự việc xảy ra tại Cổ Linh, Hà Nội. Trong suốt một đoạn đường dài, hai đứa trẻ này vẫn thản nhiên ngồi trong lúc xe di chuyển. Thậm chí các em còn đùa giỡn cùng nhau. Mặc dù tài xế đã ra dấu hiệu để các xe phía sau có thể nhìn thấy, nhưng nếu chẳng may có sự va đập nhẹ trên đường thì hậu quả cũng rất khó lường. Và hành động này cũng sẽ gây khó khăn cho các xe phía sau khi di chuyển. Chứng kiến vụ việc này, xe ô tô di chuyển phía sau đã ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội để nhắc nhở nhiều người không nên xem thường tính mạng con em mình. Thưa quý vị, những bình ga được sử dụng để nấu ăn trong gia đình, hàng quán được nhiều người ví như là những chiếc bơm nổ chậm. Bởi chỉ cần một chút bất cẩn thôi thì người dân sẽ có thể gặp nguy hiểm. Ấy vậy mà mới đây tại một quán ăn ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, khi người đầu bếp chuẩn bị nấu ăn thì lửa bật mãi không được. Sau cùng phát hiện ra nguyên nhân là bởi hai bình ga trong quán đã biến mất. Đến khi xem lại camera an ninh bên trong quán mới phát hiện ra một chuyện khó tin. Khi xuất hiện một người đàn ông đã lẻn vào khu vực nhà bếp, do thời điểm quán vừa mở cửa, cũng không có người trông coi. Sau khi loay hoay không tìm thấy tài sản giá trị, hắn ta liền nhắm đến mục tiêu là hai bình ga trong nhà bếp, rồi ngang nhiên khiêng ra ngoài như thế này. Trong sơ qua thực chẳng khác nào nhân viên đổi ga, chẳng ai ngờ được lại là một kẻ đạo kích chuyên nghiệp. Song phía quán ăn cũng quá bất cẩn trong việc trông coi để kẻ lại dễ dàng đột nhập vào trong, hậu quả mất mát tài sản. Thưa quý vị, trong khi nhiều cửa hàng lợi dụng nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng cao để kéo giá lên kiếm lời, thì vẫn còn nhiều tập thể cá nhân khác tổ chức phát khẩu trang miễn phí hỗ trợ cho người dân. Một đoạn clip đã được người dân quay lại cảnh tượng ấm lòng khi lực lượng cảnh sát giao thông lên xe khách phát khẩu trang miễn phí cho từng hành khách. Khác với mỗi lần, cảnh sát giao thông thường yêu cầu dừng xe để kiểm tra, thì những ngày gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông trên nhiều tỉnh thành lại cầm theo hộp khẩu trang y tế, bước lên xe khách và đi dọc hai hàng ghế, chú đáo phát cho từng hành khách, mỗi người một cái. Trong giai đoạn khẩu trang đang trở nên khan hiếm khi cầu cao hơn cung, tuy một cái khẩu trang không nhiều nhưng cũng đủ để hành khách sử dụng trên chuyến xe này. Một hành động đẹp từ cảnh sát giao thông để lại ấn tượng tốt trong lòng người dân, thể hiện tinh thần chung tay phòng chống dịch bệnh corona.